đi theo con đường không sanh diệt, tướng không sắc chất, không còn ngã, không còn pháp. Đó là tới mục thứ tám trong mười bức tranh chăn trâu. Trâu và trăng đều quên. Qua mục thứ chín là trở về nguồn cội. Tù đến không còn ngã, không còn pháp, thì tới giai đoạn thể nhập pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá trụng về cội đó là bức tranh thứ chín nhiều người buồn vì tu mà nhận cái không làm thân nhận cái không làm thân với quán không hai thứ khác nhau chúng ta đừng lầm nhận không làm thân là biết trong thân đã có sẵn cái không rồi không này với không bên ngoài chẳng hai cái không làm thân nên nó đã sẵn nơi mình khi nhắm mắt chúng ta thể nhập với cái không khắp bầu trời này làm thân. Vì vậy nói, Pháp thân trùm khắp. Khi nhận cái thân đó làm mình, thì chim bay về tổ, lá rụng về cội. Thiền sư Huyền Giác nói, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nó là nguồn gốc, là tánh sẵn của mình, là ông Phật không cần tu Thiền trường còn được gọi là Phật Tánh Khi không chấp thân tứ đại thật Nhận cái không trong tứ đại này là mình Thì tâm không sanh diệt Hòa nhập với cái không Nhắm mắt chúng ta có được thân trùm khắp Đó là Pháp Thân Nhiều Phật tử thang Thầy tu kiểu đó chắc tụi con bơ vơ vì lúc đó không có hình tướng, tầm không suy nghĩ thì đâu làm lợi ích cho ai. Nhưng quý vị nên nhớ, trong mười bức tranh chăn trâu, còn một thứ mười là buông thỏng tay vào chợ, đây là ứng thân hoặc hóa thân. Khi chúng ta nhập được pháp thân rồi thì tùy nguyện độ sinh. Nguyện độ sinh thì dùng ứng thân hay hóa thân chớ không phải bỏ chúng sanh bơ vơ. Chúng ta đi theo con đường ngũ thừa. Tu tới ba vô số kiếp là vì một đời tu chưa xong nên tiếp tục sanh đời thứ hai tu tiếp. Nhưng thử đặt lại câu hỏi, đời này chúng ta sanh ra trong sạch từ thuở bé đến lớn hay cũng có tội lỗi. Dù tu sớm hay muộn gì, cũng có tội lỗi ít nhiều. Người không sát sanh hại vật cũng phạm lỗi này lỗi nọ. Qua đời sau trả hết nợ cũ, mới tù tiếp nên rất chậm. Có khi trục trặc, tuột lên tuột xuống nhiều lần. Thiếu gì người phát tâm cạo tóc vô chùa, đó là họ có duyên trước, nhưng rồi trục trặc tuột xuống. Sao trở lại tu nữa nhưng chưa chắc đi luôn được. Cứ tụt lên tụt xuống hoài nên ba vô số kiếp là vừa. Còn đi đường này là đi đường thẳng, lấy hư không làm thân thì còn thăm trước cái gì? Tất cả pháp thế gian là mộng là huyễn như Kinh Kim Cang Phật nói. Thấy tất cả pháp như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta chỉ một bề đi thẳng hai con đường đi tắt và đi quanh rõ ràng quý vị muốn đi đường nào chắc muốn đi đường quanh nhiều hơn đa số nói tu gieo nhân đời sau tu nữa ít ai phát nguyện ngay đời này phải giác ngộ quý vị quên rằng mỗi một đời như vậy có duyên thuận duyên nghịch đủ cả yếu yếu một chút gặp duyên nghịch thì té nhào không biết tuột lên tuột xuống bao nhiêu lần mới bước lên được bước sau nếu chịu đi thẳng một cái thì hết sức đơn giản tại sao đơn giản như ngài huyền giác đã nói trong bài kệ chứng đạo ca chứng thực tướng vô nhân pháp sát na dị khước a tiền nghiệp nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp Ngài nói, nếu mình tu thẳng một đường, không còn nhân, không còn pháp, thì nhảy thẳng vô cái thật tướng. Bây giờ, thấy thần là hư không, thì cái gì lôi mình trả nợ trước? Còn thần mới trả nợ, vô đó không còn thân, cũng không còn pháp, cho nên tới đây không còn trâu, không còn chăn, đi thẳng cái một, khỏi quà từ một, hai ba cho tới tám mà thẳng vô vòng tròn thấy mình là hư không thì bao nhiêu nợ nần hết người đòi hết người trả rõ ràng chỉ trong chớp mắt nghiệp địa ngục cũng tiêu nếu đi đường kia phải trả đủ thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu mới lên được quý vị muốn đi đường nào tự chọn đây là con đường thật dễ mà cũng thật khó trong biểu đồ vẽ rõ đi con đường không sanh tử ngàn qua vòng tròn là chỉ không còn ngã không còn pháp tới đó không phải hết mà sao thể nhập pháp thân từ thể nhập pháp thân rồi có ứng hóa thân độ chúng sanh độ như thế bảo đảm không tuột xuống ứng thần hoặc hóa thân, làm được gì thì làm, không làm liền ẩn mất, vì đó là thân ứng hóa lưu xuất từ pháp thân, nên không sợ bị nghiệp dẫn. Còn bây giờ, mình độ người ta, bị người ta độ lại, là vì mình còn thân nghiệp, chưa vượt qua được. Xét kỹ con đường tắt rất khó đi, nhưng đi được thì bảo đảm. Vì vậy, Thiền Tông nói, Điểu đạo cũng gọi là Huyền đạo, tức đường màu nhiệm. Điểu đạo là đường chim. Tại sao nói đường chim? Bởi vì đi dưới đất đường mòn, đường xe gì cũng quanh co, chỉ có đường chim là đi thẳng cái một, không ghé trạm nào hết. Ở đây chúng ta hiểu cho thật rõ thì mới hiểu được lời Phật dạy trong kinh Kinh nói chúng ta tu theo thứ bậc, từ cấp 1, cấp 2, lần lần tới các cấp bậc sơ địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác là thành Phật. Còn nhà thiền nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật, không cấp bậc gì hết. Tu như vậy rút thời gian nhiều ít. Bởi vì Thiền tông là chỉ thẳng, đi thẳng chứ không quanh co người dám buông thân không còn một niệm nào đeo đẳng với thần tứ đại nữa mới đi thẳng được cho nên đường chim dành cho những người can đảm cùng mình mới nhảy vọt lên nổi hơi nhút nhát thì đi không nổi ai đi không nổi thì đi theo đường ngũ thừa phật giáo chủ yếu của phật giáo từ trung hoa sang việt nam các thiền sư dạy đi đường chim như có người hỏi tuệ trung thượng sĩ một thiền sư việt nam làm thế nào giải quyết được sanh tử ngài trả lời trường không túng sử sông phi cốc cự hải hà phòng nhất điểm âu dịch trên trời thoảng có đôi vành chuyển giữa biển ngại gì bọt sóng sao nghĩa là pháp thân thênh thang như hư không sanh tử giống như hai bánh xe quăng trong hư không có nghĩa lý gì pháp thân như biển cả sự sanh diệt của thân này giống như hòn bọt giữa biển chẳng đáng vào đâu nhận chân được pháp thân thênh thang rồi thì đối với sự sanh tử xem như trò chơi nên thiền sư nói sanh như đắp chăn đông tử như cởi áo hà không có gì đau khổ còn chúng ta sanh khổ tử cũng khổ lung tung khổ tổ pháp loa khi sắp tịch đệ tử vây quanh hỏi ngài tịch sẽ đi về đâu ngài nói kệ đáp vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn tứ thập dư niên mộng huyễn gian trân trọng chư nhân hưu tá vấn na biên phong nguyệt cánh mang khoan dịch muôn duyên đoạn dứt một thân nhàn hơn bốn mươi năm giấc mộng tràn nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi bên kia trăng gió rộng thênh thang Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng nhìn thấy như vậy. Ngài là cư sĩ mà thấy tột lẽ thật. Nên khi sắp tịch, mấy bà hầu khóc lóc. Ngài mở mắt rầy. Ta đi có nơi, về có chốn. Các người khóc lóc chì cho loạn chân tánh của ta. Nghe vậy, mấy bà nín khóc. Ngài rửa mặt súc miệng rồi nằm xuống đi các ngài đi có nơi về có chốn còn chúng ta tu nhiều năm mà sắp đi không biết đi đâu hồi hộp lo lắng đó là vì chưa có chỗ chưa biết nơi mình đi gần đây tôi dám tuyên bố chết tôi sẽ cười chứ không khóc hồi xưa tôi không dám nói điều này tại sao vì hồi xưa chưa biết mình đi chỗ nào tới đâu làm sao dám cười còn bây giờ tôi biết rõ đường đi rồi không còn bận rộn như trước nữa chúng ta bỏ thân này như người gánh nặng được buông xuống như mang thay thúi quăng đi quăng được quá nhẹ nhàng không cười sao được thấy rõ chỗ mình đến thì hết sợ sệt còn không thấy thì rất lo sợ như vậy trên đường tu chúng ta có thể đi thẳng một mạch đến nơi đến chốn mà cũng có thể trải qua ba vô số kiếp không biết ba vô số kiếp hay nhiều hơn nữa vì cứ tuột hoài leo lên tuột xuống không biết chừng nào cho nên ở đây tôi chỉ thẳng con đường tắt là điểu đạo hay huyền đạo quý vị đi theo được thì việc tu bảo đảm đến nơi đến chốn nhập niết bàn là vô sanh hư không là vô sanh tâm mình không sanh không diệt hai cái hòa nhập vào nhau thì gọi là nhập niết bàn không còn sanh tử trong chỗ lặng lẽ không sanh tử đó tùy duyên ứng hóa độ chúng sanh nên bao nhiêu nợ nần phật tử đừng sợ mất lúc đó chúng tôi sẽ tùy hóa tùy hiện mà độ tôi đã chỉ rõ ràng những lối đi như vậy có một lối đi tắt là đường chim ai muốn đi thì đi còn không thì đi đường vòng đường bộ cứ lục tục mà đi mệt thì ghé bụi ghé bờ nghỉ rồi đi tiếp còn đường chim đi thẳng một mạch không dừng ở đâu hết con đường đó nhà thiền gọi là trực chỉ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật nhận ra bản tánh mình ngày đó là phật chứ không đi đâu xa như vậy phật thị hiện ứng thân hóa thân là thân còn sanh diệt pháp thân mới thật là thể trùm khắp không sanh diệt quý vị nghĩ kỹ rồi chọn đường đi đường tắt thì đi thẳng đường vòng thì đi trong sanh tử nhưng cũng nguyện tu đến giải thoát mới thôi đường vòng còn thấy tứ đại thật nên mất thân này kiếm thân khác tuy nhiên mục đích cứu cánh vẫn là giải thoát sanh tử trên biểu đồ con đường tô màu vàng tu theo ngũ thừa phật giáo cũng sẽ dẫn đến giải thoát nhưng trải qua phương tiện và các thứ lớp. Tuy chúng ta còn mượn sắc chất, còn có sanh tử, nhưng theo Phật dạy, ta tu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, cuối cùng tới Bồ Tát thừa. Đi đường này phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tức vô số kiếp. Mặc dù trải qua số kiếp nhiều như vậy nhưng người giữ vững tâm tu hành chân chính, đời này tiếp đời khác, tu mãi từ thấp lên cao, từ nhân thừa tiến lên thiên thừa, thành văn thừa, duyên giác thừa, cuối cùng là Bồ Tát rồi thành Phật. Nhiều người cho đường vòng dễ đi hơn đường thẳng, dễ thì có dễ, nhưng thời gian dài quá không biết bây giờ mình đang ở kiếp thứ mấy, kiếp 1, kiếp 2, kiếp 3 hay là chưa có kiếp nào mới bắt đầu chuẩn bị thôi. Tính bà vô số kiếp là kể từ thập tính Bồ Tát, không biết mình đã lọt vào Bồ Tát thập tính chưa. Cho nên đường này rất dài, rất xa. Nếu đời này chúng ta tu hành tương đối tốt nhưng thấy thân còn thật thấy tâm niệm thanh tịnh là thật thì cũng còn niệm nên vẫn còn đi trong sanh tử không ai bắt buộc chúng ta đi trong sanh tử tự mình gieo trồng nhân sanh diệt thì đi theo sanh diệt sanh diệt từ thấp lên cao nếu chúng ta đi thẳng vào vô sanh thì không có cao thấp không có thứ bậc vì vậy nói tức tâm tức phật hoặc nói hôm qua tâm dạ xoa hôm nay mặt bồ tát chuyển một cái hiểu thế rồi mới hiểu được lời nói của các thiền sư nếu không chúng ta không hiểu tại sao kinh nói một đàn nhà thiền nói một ngã như vậy để thấy đường tu không phải duy nhất một lối mà có nhiều lối. Nói tới thiền tông là nói tới con đường thẳng tắt. Lúc trước tôi hướng dẫn quý vị tu thấy vọng liền buông, đó là đường tắt hay đường quanh. Chúng ta lâu nay cho vọng tưởng là tâm mình, nên nó khởi nghĩ liền theo. Bây giờ nó giấy lên, mình biết giả dối không thật. Nó lặn xuống, thì tất nhiên cái thật hiện ra nhưng lối này vẫn còn trâu còn chăn tập từ từ chứ không nhảy một cái như cách mới ban đầu nhữ nó điều khiển dần dần tới chừng nó thuần thục rồi mới đến mất trâu mất chăn còn cách mới đi thẳng một cái không còn trâu không còn chăn không có thứ từ cũng tu theo thiền tông mà một bên có thứ bật còn một bên không thứ bậc tuy nhiên không phải ai cũng đi thẳng được thiền sư huyền giác nói không phải một đời tu xong mà đã có chủng tử nhiều đời rồi đến đời cuối mới có khả năng nhảy vọt chúng ta tu phải hiểu cho thật kỹ con đường mình đang đi nếu không sẽ chẳng đạt được kết quả mình mong muốn Ngày xưa tôi hơi nặng về mười mục chăn trâu, đi từ tìm trâu rồi gặp trâu, xỏ mũi, điều phục nó, vân vân. Tại vì tôi không thấy rõ lối tắt một cách cụ thể. Gần đây thấy được lối tắt một cách rõ ràng, tôi mạnh dạn nói ra lối tu mới này. Chúng ta cứ cho rằng thực tướng là những tướng mắt thấy, tay xúc chạm được. Không ngờ hư không trống rỗng này là tướng thật. Cái bàn duyên hợp cái không trống rỗng này duyên nào hợp không có duyên hợp cho nên không có gì thay đổi nó được hết vì vậy kinh bát nhã nói thực tướng là vô tướng nếu chúng ta nhận chân được thực tướng thì không còn sợ sợ nữa sẽ đi đường tắt được nhiều người hoang mang hư không có cái gì đâu mà nhận làm mình hư không mới nhìn thì như không có gì nhưng thực sự nó chứa đủ tất cả thế giới này hoại thế giới kia thành hoại đi đâu cũng trở về hư không như chúng ta thấy tất cả những làn sóng điện có đầy trong hư không nên người ta mới gửi thư từ sách vở qua phương tiện này cho nên đừng bảo hư không là không ngơ tầm chúng ta thênh thang như hư không nên diệu dụng của nó cũng không thể lường nổi khi đạt được lý đạo tu đến nơi đến chốn chúng ta sẽ thấy con đường lâu nay mình sợ chính là con đường rất quan trọng cần phải biết để mà đi tuy nhiên muốn đi điểu đạo đòi hỏi chúng ta phải nhận hư không là mình chứ không nhận tứ đại là mình nhận hư không là mình không phải chuyện khó khó nhất là tâm phải như như tôi nhớ hòa thượng phước hậu nói kinh điển lưu truyền tám vạn tư học hành không thiếu cũng không dư đến nay tưởng lại chừng quên hết chỉ nhớ trên đầu một chữ như còn một chữ như thôi mới đi điểu đạo được bởi vì nếu dùng tâm sanh diệt thì tựa vào hư không không hợp cho nên phải là tâm như như mới được. Muốn làm được việc lớn, phải dồn hết tâm lực. Bên ngoài không việc, bên trong mới buông sạch. Cho nên người tu rất ngại chạy theo việc bên ngoài, sự tu hành của mình khó được như ý. Muốn tâm như như, phải thường ở trong lặng lẽ mới như nổi. Tâm còn lăng xăng lộn xộn hoài, thì biết chừng nào mới như đức phật dạy rõ ràng đường tắt đường quanh có đủ người không đi nổi đường tắt thì đi đường quanh chứ đừng có đi mãi trong đường luân hồi đường luân hồi đầu mối là vô minh chấp thân thật là vô minh nên mất nó phải chạy tìm thân khác những bộ kinh hệ a hàm phật đều nhắm thẳng phá chấp thân là thật bằng cách bắt chúng ta quán thân bất tịnh quán tâm vô thường, quán thọ là khổ, vân vân để ta chán chê, đừng thấy nó thật nữa, khả dĩ mới thoát được. Trong thập nhị nhân duyên, Phật dạy, thân này duyên hợp hư giả, vô mình là gốc, nên không chấp thân. Tới bát nhã, Phật dạy, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, tức thân này là không, không có gì hết, bởi vì nó giả hợp rồi mất để chúng ta đừng bám vào thân cho là thật nhiều khi tôi nghĩ thật là vô lý từ đầu tới chân có gì quý đâu mà chúng ta lại yêu quý nó đồ tạm bợ đủ thứ nhớp nhúa mà bám vào đó cho nó là thật rồi quý trọng ai động tới thì có chuyện ngay ví dụ trong đầu chứa gì chứa ốc chứa não chi đó Nhưng ai vỗ lên một cái liền giận à Linh thiền lắm Động tới không chịu Mà tưởng cái gì quý Toàn là nhấp nhúa Thành ra cả đời bám vào thân sợ nó mất Đau nặng người ta nói bệnh sắp chết Thì rung lên rung xuống Làm sao không chìm trong luân hồi được Cái dòng luân hồi sanh tử Không phải ai bắt mình đi mà chính sự mê lầm của mình dẫn mình đi quý vị thấy thân này từ lớn đến nhỏ có ai khỏi chết đâu cái chết là cái phải đến không nghi ngờ tí nào hết mà sợ phải gì riêng phần mình chết người khác không có thì nên sợ chết là cái chung ai cũng có tại sao lại sợ cái phải đến cứ đến cười với nó thôi đó là vì con người mê lầm cho thân này thật khi mất nó mới hoảng hốt người nào thấy thân không thật là đã có trí tuệ rồi thấy thân không thật là giác từ giác phá được vô minh nếu thấy thân thật là vô minh nên chìm mãi trong sanh tử quý vị đừng nghĩ tù có trí tuệ là sáng lên cái gì không phải thấy đúng như thật thân này tạm bỡ giả dối không nghi ngờ đó là đã bước một bước khá dài trên con đường giác ngộ biết thần không thật là có trí tuệ do có trí tuệ nên bớt tham bớt sân bớt si nếu thấy thân thật thì còn mê lầm nên sanh ra tham sân si thực ra si là đầu mối rồi mới tới tham sân xong người ta thường sợ sân chứ không sợ si sợ mình nóng quá mình hung dữ mà không nhớ mình mê lầm từ mê lầm kiềm chế không được mới dẫn tới tham sân nói tham sân si là nói theo chữ hán chữ việt nói si tham sân si là gốc trầm luân sanh tử phải thấy thật rõ như vậy. Ai tu cũng nguyện giải thoát sanh tử mà không bỏ xì, tức là không bỏ vô minh, làm sao giải thoát được. Tôi thấy nhiều người tu cũng cần mẫn lắm, nhưng ai động tới thì biết. Cần mẫn mà không bỏ xì, hơn nhau từ lời nói, từng hành động, từng món đồ cỏn con, cãi nhau um sùm, thực chẳng ra gì quý vị phải nghĩ tới đời tu của mình là tối quan trọng người đang mê chìm trong luân hồi sanh tử chúng ta tỉnh thì phải thoát ly sanh tử tỉnh mà cũng đi theo cái mê của người khác như vậy uổng đi một đời tu không có giá trị gì không nuôi cha nuôi mẹ không làm lợi ích xã hội chỉ lo tu mà không chịu tu thật không hiểu nổi đó là những điều tôi thấy cần phải cảnh tỉnh nhắc nhở tăng ni đừng lầm lẫn như vậy đi tu là để thoát ly sanh tử không chấp nhận đi trên đường trầm luân phải đi trên đường giải thoát muốn giải thoát trước phải phá si mê si mê bớt tham sân mới bớt tiến theo con đường này chúng ta sẽ cứu được mình cứu được nhiều người người tu phải cương quyết một đời này làm cho xong nếu đời này không xong ít ra cũng liên tục năm ba đời quyết cho rồi chứ không nên chần chờ tôi nhắc lại đường trầm luân có lục đạo luân hồi trên là cõi trời kế atula người súc sanh ngạ quỷ địa ngục nếu để tuột xuống tới địa ngục thì thôi chịu khổ không biết tới đâu ngạ quỷ súc sanh cũng không xứng ích gì làm người thì khả dĩ tương đối còn atula tuy có phước biết làm lành nhưng nóng nảy quá nên cũng không được trong sáu đường ba đường trên tương đối dễ chịu ba đường dưới hết sức khổ sở đi trong lục đạo không có gì bảo đảm khi được là người lương thiện giúp đời có chút phước làm ông lớn chừng đó lại hiếu danh hiếu lợi tạo ra đủ thứ chuyện tội lỗi không lường trước được cao thấp tốt xấu liền kề một bên chỉ những người biết tránh mới khả dĩ không bị tuột xuống nhiều người thích lên cõi trời hưởng lên đó muốn gì được nấy nhưng hưởng hết cũng tuột xuống ngàn đó nếu không biết tu tuột luôn tới địa ngục thì hối hận không kịp cho nên sanh lên cõi trời không có gì bảo đảm phật không dạy chúng ta tu để lên cõi trời mà cốt để giải thoát sanh tử quý vị nghe hiểu rồi tự chọn đường đi làm sao đời tu của mình nếu không giải thoát sanh tử được ít ra cũng vững không sợ lui sụt phật độ chúng sanh là độ như thế chúng ta bây giờ độ hơi khác một chút cứ cho làm việc này việc nọ có phước là độ thật ra độ người là làm cho họ thức tỉnh cố gắng vượt khỏi con đường sanh tử tôi nói thế để tất cả hiểu việc làm của mình quý vị đừng lầm tại sao tu đóng cửa hoài vô ích chính vì muốn làm một việc có lợi ích cho mình và mọi người mà chúng ta phải miên mật tu hành đời tôi không làm thì thôi làm thì muốn làm cho đến nơi đến chốn chứ không làm lấy có tu thì phải biết đường mình đi nhất định đi cho đến đích không thể đi lưng chừng tôi là người đi trước trải qua nhiều chông gai quý vị đi sau cũng dễ hơn rồi tất cả tăng ni đã biết rõ ràng cứ như vậy mà cố gắng